Video này đã được dịch sang tiếng Việt. Nếu muốn nghe, hãy mở âm thanh. Suy tim là gì? Tim quý vị là cơ bắp giữ chức năng bơm máu đến mọi bộ phận của cơ thể. Suy tim là tình trạng cơ tim không bơm máu đi khắp cơ thể đúng mức. Tình trạng này xảy ra khi tim quý vị bị to ra, yếu đi hoặc cứng lại. Lên cơn đau tim và huyết áp cao là những nguyên nhân phổ biến gây ra suy tim, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác. Hãy hỏi đội ngũ chăm sóc sức khỏe về nguyên nhân quý vị bị suy tim là gì. Khi tim quý vị hoạt động không bình thường, lượng máu dẫn đến các cơ quan quan trọng của cơ thể sẽ ít hơn. Điều này có thể khiến quý vị cảm thấy mệt và chóng mặt. Những người bị suy tim có thể bị hụt hơi hoặc thở hổn hển sau khi hơi gắng sức. Tình trạng dịch tích tụ ở các nơi trong cơ thể cũng thường xảy ra. Khi chức năng bơm máu của tim không bình thường, cơ thể sẽ cố gắng đối phó bằng cách tăng lượng dịch trong dòng máu. Dịch này sau đó có thể rò rỉ từ dòng máu vào phổi, mắt cá chân, chân hoặc dạ dày, nơi quý vị có thể nhận thấy bị phù. Suy tim là vấn đề nghiêm trọng, nhưng với khi được gia đình, người thân yêu và đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị giúp đỡ, thì quý vị có thể kiềm chế tình trạng đó, cải thiện sức khỏe và dễ dàng thực hiện những việc quan trọng đối với quý vị hơn. Hãy nói chuyện với bác sĩ về nguyên nhân đã khiến quý vị bị suy tim, và để tìm hiểu thêm về cách đối phó với suy tim, hãy xem các video khác trong loạt video này.